Dạ tất cả các bạn đến với channel của mình và hôm nay mình sẽ tiếp tục khui một món quà mà bạn tặng nhé. Đây là bạn thân của mình luôn, cũng có một video mình đã khui quà của bạn ấy tặng rồi, cũng là hộp này luôn nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu khui ra nha. Đầu tiên thì mình sẽ dùng cái kéo hộp nó ra. Em mình ôm nha các bạn. Đây, đã ra được rồi. Món quà đầu tiên nó chính là một bịch kẹo. Một bịch kẹo dẻo. Món quà số 2 đó chính là một cái vòng. Rất là xinh luôn. Cái vòng và đây là cái nhẫn này các bạn. Theo đó chính là một cái vòng nữa các bạn, vòng một kem rất là đẹp luôn. Tiếp theo đó chính là một cái bình hoa rất là dễ thương. Và đây là bạn thân của mình nha các bạn. Xuất phân thứ hai sao? Thì nó xuất phân thứ hai nên tụi mình sẽ tặng quà cho nhau. Đây, đây là món quà cuối cùng, một cục gơm nha các bạn. Và đây là những món quà bạn ấy tặng cho mình. Đây là những món quà bạn ấy đã tặng cho mình nè. Đó. 5 món nha các bạn, mình với bạn ấy sẽ tặng cho nhau, mỗi mình tặng cho 5 món. Và video của mình đã kết thúc. Nếu cảm thích video của mình hãy cho mình like, share và subscribe kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.